Dưa leo là một loại cây rau ăn quả thân thuộc trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Loại quả này có vị thanh nhẹ, tính mát, nhiều nước nên rất được nhiều các bà và các chị lựa chọn sử dụng. Chúng ta thường ăn sống dưa leo hoặc làm salad, muối chua, làm rau ăn ghém cũng rất ngon. Có nhiều giống dưa leo mang màu sắc và hương vị riêng, đậm chất vùng miền. Vì vậy, ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã định hướng xuất khẩu dưa leo ra thế giới. Trong video ngày hôm nay, công ty xin giới thiệu dòng túi nới đựng nông sản, xuất khẩu trong đó có loại túi nới đựng dưa leo. Túi nới nhựa đóng dưa leo là một loại túi nới dạng sợi hình mắt cáo. Ưu điểm của dòng túi này là có độ thông thoáng cao, không bị nóng hấp hơi như việc sử dụng màng bọc hoặc túi ni lông đóng gói. Túi nới đựng dưa leo có nhiều kích cỡ để đóng gói từ 0,5kg đến 3 hoặc 4kg dưa leo tùy loại. Công ty đang có sẵn các kích cỡ như 25cm, 35cm, 40cm cùng với các màu sắc như xanh, đỏ, vàng, trắng để khách hàng có thể tham khảo và sử dụng. Cùng với đó, công ty có nhận sản xuất theo màu sắc khác, hỗ trợ cắt miễn phí theo các kích thước túi khác nhau. Không chỉ sử dụng túi nới nhựa để đựng dưa leo, túi còn được dùng để đựng các loại hoa quả, trái cây, bánh kẹo, thạch rau câu hay đựng đồ chơi cho trẻ em rất tiện lợi và đa năng. Công ty luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng, cam kết áp dụng các chính sách tốt nhất cho khách hàng lựa chọn sử dụng túi nới của công ty. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hoặc liên hệ vào số hotline của công ty hiện trên màn hình để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất. Đừng quên ấn theo dõi kênh để xem được nhiều video hữu ích.